lại bao nhiêu cân đấy cháu? Cháu cũng chưa cân em hết đâu. Nó phải trên 50 cân đấy nhỉ? Không rời một bước cháu ạ, không rời khỏi nhà thì không được. Mà bây giờ đi học tiền ra. Bây giờ nhà đi học thì có cửa, có trong nhà nó được đấy là bình thường. Đấy, em mới biết đi vào nhà vệ sinh rồi. Mà chả phải lo rồi. Nếu như này em ấy không xây ô tô còn mong là vậy thôi. Không xây không? Không. Em cứ dắt lên chân anh ngó ra ngoài cửa sổ nhím được mà. Trời đẹp lắm. Nhỉ, tối yêu nhỉ. Con này nuôi lâu chưa ạ? Em mới được